Thấy không, nhiều khi đợi 1, 4 quá phá mà chơi vậy á. Mà cái nó phá không được, cái nó thua, cái nó thôi vợ về kêu ăn cơm, nghỉ. Mai chơi tiếp. Còn nếu mà nó phá mình được á, thì vợ nó không kêu nó về. Nó chơi mình nữa. À, xin chào mấy em đến với chương trình Vlog Game Thủ. Các em cũng thấy là anh Duy Nguyễn 3G là gì nhớ không? Huyền thoại, gym, girl, game. Đời mà thiếu gái là mất niềm vui, mà gọi là thiếu game là mất đi hương vị cuộc đời. Vậy thì những cái loại game nào mà anh Duy Nguyễn từng chơi? Cờ tướng, cờ vua, cờ thú, cờ gì cũng chơi hết. Đó, game tốn tiền cũng có nữa, mà game không tốn tiền cũng có nữa. Nhưng mà dạo gần đây á thì anh chơi lại đế chế mấy em. Wow. Tại vì anh muốn xây dựng đế chế THOL trường tồn theo thời gian, bất tử cùng năm tháng, nên là mới chơi là game đế chế nha. Thì tại sao anh thích chơi game đế chế anh sẽ nói trong cái vlog khác, và mục đích anh chơi game đế chế là gì. Nhưng mà hôm nay anh sẽ nói chúng ta chơi game đế chế đó là chúng ta phải chơi bằng cái đầu đó. Chúng ta đánh một cái trận game đó thì chúng ta phải có được những cái kế hoạch cụ thể, có được những cái chiến lược rõ ràng. Chúng ta phải hiểu được cái thế mạnh của từng quân, cái thế yếu của từng quân đó, chứ không phải là cắm đầu vô mẹ xây nhà xây thành lên đời, đúng không? Thường thường các bạn sẽ tiếp cận game theo cái đó, còn không, anh sẽ tiếp cận game theo một cái hướng khác, đó là từng trận đánh anh sẽ chọn một lối đánh, một cách đánh, một đạo quân chủ lực, cách tấn công công thành như thế nào. Và ngày hôm nay anh sẽ đưa cho cái bước đầu tiên để hướng dẫn cho tụi em chơi game đế chế professional nhanh Duy Nguyễn nha. Nói chung thì anh chơi bào điểm cũng không có nhiều đâu mấy em, chừng gần triệu điểm anh bào được. What? Chừng gần triệu điểm anh bào được nha. Còn mà thí dụ như mà anh chơi game mà anh quýnh mà khoảng chừng 40-50 ngàn điểm mà tự động nó giả bộ thua đó, nó chịu không nổi anh nghỉ, chưa đủ 100k. Nhưng mà cái game anh nói ở đây á là chơi phiên bản AI nha, trí tuệ nhân tạo nha ba, chứ không có chơi phiên bản cùi cùi lên nó quýnh yếu xìu, nó có quân nó nằm ở trong nhà không, nó không có cái đó không chơi ạ. Nhưng mà AI của anh chơi á là AI 500 thằng là cái lớn nhất. Còn ví dụ tụi em tải những cái bản khác nó có 200 thằng thôi à, mà bây giờ 200 thằng quýnh sao thua mấy em tưởng tượng đúng không? 200 population á, tức là 200 thằng dân á, thì quýnh sao thua? Nó dân nó không, nó hết mẹ 120 rồi, còn có 80 thằng cung thôi để đánh cái gì đó. Nhưng mà khi mà 500 thằng là nó khác liền mấy em, áp lực cực kỳ, mà hai đạo quân nó dồn vô nó quýnh ác lắm. Rồi hôm nay anh sẽ nói là cách biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đó nha. Đầu tiên là phải xác định được cái thế mạnh của quân địch để mình thủ đó, và thế yếu của quân mình để là phòng. Tại vì nguyên tắc của anh là anh chơi thủ với em, anh chơi thủ, anh hiền hòa lắm, anh không có thích giết người nha, anh cũng thích đi đánh lộn nữa, anh chỉ để đeo đài bắn cho nó thấy bà đó thôi à. Tự đâm đầu vô mấy em, tự đâm đầu vô, chờ chút lên mở máy tính lên mấy em. Đó, đầu tiên á, mở game vô, download game vô thì nhận định. Bây giờ cái này quan trọng nha, tụi em phải coi nha, không là tụi em chơi không được, gán chịu á. Thường thường á, cái tụi nó chơi game bằng tay, nó không chơi bằng não mấy em. Nó không hiểu gì trơn, nó có biết quýnh bụp bụp lên ngựa Paladin được không, các mẹ cũng cấm đầu Paladin hết. Không hiểu nói. Rồi vô. Giờ tụi em nhìn nha, ví dụ nó đại quân đi, quân gì cũng không biết. Thí dụ như quân Mayan đi. Ok, Mayan là mỏng mỏi á. Giờ đầu tiên mở vô cái bảng nè, em chọn quân Mayan thì phải chọn cái vô một cái rừng giống như thư mục vậy đó, vô cái ô mà nó giống như thư mục vậy đó mấy em. Rồi xong rồi em lít vô một cái, nó ra được thông điệp của từng quân, thông điệp của từng quân nha. Rồi giờ quân Mayan vô nè, đọc sơ sơ coi. Nó bắt đầu với một nông dân đó, là biết là nông dân này đông rồi, nó sẽ được 5 thằng nông dân. Rồi resort nè, resort là tài nguyên á, là vàng là đá đó mấy em, là vàng là đá là gỗ đó. Nó sẽ được kéo dài, nó sẽ có nhiều hơn 15%. Tức là khi mà anh chơi cái quân này vô là phải hiểu rằng thằng này tài nguyên nhiều nè. Vậy thì cái tài nguyên nhiều mình dùng để làm cái gì, và mình bảo vệ tài nguyên của mình như thế nào đó, để ngăn chặn mấy thằng đỏ nó qua nâng cấp tài nguyên. Đó là vấn đề. Mấy thằng bay chơi yếu quá nó qua nâng cấp mẹ hết tài nguyên, tới hồi tới đời con đời cháu mình trả con gì mà xúc cả. Hiểu chưa? Mình quýnh game nó phải tính chất giai đoạn trường kỳ. Giai đoạn nào mình thủ cho nó cứng, giai đoạn nào khi mình mạnh mẽ rồi á thì mình đánh có nhiều cách, mình bào cho nó yếu bớt, xong mình qua mình bập.
Còn hoặc là tụi em cứ cắm đầu cổ đầu chai vô, mẹ đập tờ lơ hộp dưa hết chứ chết quân thôi, chả được cái gì cả. Thì tụi em là cái thằng điều hành game ngu ngốc, đúng chưa? Tại vì trong tay của em là đạo quân, em đi em nướng quân chết mẹ hết quân rồi, đâu được, đúng không? Mình đánh trận là phải thắng, thắng là phải hay, điểm phải cao, nó điểm cao nó mới định tất cả. Còn tự nhiên mà chơi game gì giết 3.000 thằng giặc chết 10.000, trời ơi trời. Rồi cái thứ hai này anh nhìn nè, Archer là thằng bắn cung nha, thằng bắn cung nè, nó được giảm giá, vậy suy ra cái quân này là cung rất mạnh, em hiểu chưa? Tức là cái quân này là cung rất mạnh, nó tại vì nó, đầu tiên nó tóm tắt cái quân này cho mình hiểu rồi, là cái quân này cung rất mạnh, tội cung mà giảm giá tới 30% đời 4 luôn mấy em, là cung rất mạnh nha, là lập tức mà chơi cung cho anh, có nhiều tiền chơi cung hết, là bao ăn, đó. Rồi tiếp tục nè. Ở dưới nó có bonus nè mấy em. Nó có bonus về cung nữa nè, thấy không? Đó, tiếp tục rồi. Rồi xong nè, rồi cung cộng từ lưa hộp dưa nè, nhìn nè. Đúng không? Thằng Crossbowman nữa nè, thằng Crossbowman hình như là phóng giáo hay gì á. Ủa lộn anh lộn mấy em. Crossbowman là bắn cung, còn thằng kim gì? À, thằng Skiermiser gì đó mới là thằng phóng giáo. Anh ít chơi phóng giáo đó, phóng giáo mà hỏi thằng Đạt đó. Thằng Đạt nó chơi game nha, thằng Đạt Media đó mấy em, nó chơi game bà mẹ nó ngu đó vậy đó. Nó chơi phóng giáo không à. Nó chơi phóng giáo mà nó cốc cần biết là phóng giáo nó mạnh hay không mạnh nữa. Nó mới có những thằng phóng giáo méo nâng cấp mà nó không chơi được nữa. Chả nó làm gì đó, em thích, nó phóng chọt em thích. Phóng giáo cũng không lại nông dân nữa, tin không? Mấy em tin thằng phóng giáo bị nông dân muốn chết chưa? Trời ơi. Nè. Rồi tiếp tục đọc nè, thấy không? Nè, nó có quân đại bàng nè, Eagle nè mấy em. Eagle nè. Eagle Warrior nè, Eagle Warrior cộng 40 máu. Đó vậy làm hiểu cách đúng quân này chưa? Bây giờ á, trong một trận đánh game á, thì nó phải có cung thủ, nó phải có bộ binh, nó phải xe công thành, nó khỏi bàn cãi, đúng không? Thì mình muốn công người ta phải công vậy. Đó, vậy thì bây giờ em nhìn vô thằng cung thủ này rất là mạnh, nên em phải tập trung tiền em mua cung, em xây nhà cung, em nâng cấp cung, em nâng cấp giáp cung luôn, hiểu chưa? Để cho cung nó mạnh lên, rồi sau đó đó mình chơi tiếp tới lính đại bàng. Lính đại bàng của thằng Maya đó, lính đại bàng của nó được cộng 40 máu, mà cộng máu như con ngựa luôn. Gì nữa đúng không? Cộng máu cho con ngựa luôn. Để coi lính này nhiều. Lính này 60 máu mà cộng thêm 40 máu nữa, mày ra 100 máu bằng con gần bằng con ngựa cỏ rồi. Đó, vậy lính này rất là mạnh. Vậy chỉ cần hai cái đạo thôi là quýnh là cái gì thống nhất giang hồ rồi mấy em. Rồi nhìn tiếp cái team bonus của này là War. War nó trừ cho 50% giảm giá đó. War là cái thành đó ba. War là cái thành mà ít ai chơi thành lắm, chơi thành nó man. Nha, chơi thành nó man, anh cũng chả chơi thành. Rồi thì là cái bảng tổng quát nó vậy. Rồi nhìn sơ qua cái bảng bên trái, mình kéo từng nấc mình coi nhà cung nó có gì mạnh. Con ngựa là bỏ rồi tại vì ngựa nó là thuộc dạng là cái này nó mỏi, nó không biết chơi ngựa thiệt mà, cái bộ tộc của nó không biết chơi ngựa đó. Vậy thì chỉ cung thôi, nhìn sơ coi. Vậy thì hồi nãy nói cái gì, nó còn thiếu gì? Cái castle. Bây giờ phải quan tâm nè, cái nhà castle nó với cái nhà mà workshop á. Workshop là cái nhà để đào tạo ra là những cái xe mà đục thành á và những cái máy bắn đá đó, nó mạnh hay không mạnh. Tại vì mình quýnh nhà, mình quýnh thành, mình phải cần cái đó nữa. Quýnh thành là phải cần cái đó, không có đó người lính nó chém như nào mà đụng thành. Đó. Vậy nhìn qua nè, đù lâu đài này full hết luôn, quá dữ. Lâu đài này full hết luôn. Em nhìn lâu đài nè. Bây giờ á, cái lâu đài là cái mà chúng ta cản lính đúng không? Thì cái lâu đài nó mạnh hay chưa? Cái lâu đài có mạnh hay chưa? Em nhìn vô cái bảng lâu đài, thằng lâu đài nó có hình con chốt không? Hình chốt không? Hình chốt là hình nó giống như con chốt con cà vua đó. Bây giờ tao không biết kêu nó cái gì, nhưng kêu con chốt đi, hoắt đinh gì đó, hoắt đinh gì đó, nó kệ bà đi, tụi bay bảo đảm toàn học ngu không có chơi game. Để tiếng Anh cho nó nhiều, đúng không? Nhìn hình đi. Trời đất ơi, anh Duy dạy game hay lắm em, mấy đứa con nít nhỏ nó chơi được luôn đó em. Mà tin không, có đứa mà học lớp 1 nó chơi game rồi đó. Thấy ghê chưa? Đồ lợi hại lắm ba. Đó, vậy nhìn hình chốt. Trong cái lâu đài em tìm cho anh hình chốt. Con chốt mà nó có đó, con chốt không bị gạch chéo á, là con chốt đó nó cộng được gì? Biết cộng 2% máu. Đúng, 2% máu lâu đài lớn lắm ba. Một cái lâu đài thường á, lâu đài cùi nó sẽ là 4.800, lâu đài VIP là 7.000 mấy. Thêm 2% máu nó lợi hại lắm, nên cái quân này lâu đài rất là mạnh. Mà quân lâu đài mạnh á thì mình thủ theo kiểu lâu đài mạnh, mà lâu đài yếu thủ theo kiểu lâu đài yếu nha. Đó là chương sau đi. Bây giờ mình phân tích thôi. Nói chung lâu đài này khá mạnh. Rồi xong qua nhìn tới cái nhà workshop. Đó. Thì workshop thằng này cũng thuộc dạng bình thường, không mạnh lắm. Tại sao nói bình thường? Cái workshop thằng này nó không mạnh về tấn công,
nó không mạnh lắm về tấn công nhưng nó mạnh về phòng thủ. Vậy anh ví dụ tại sao cái lâu đài cần phải hiểu như vậy? Tại vì mà em hiểu lâu đài vậy em bố trí lâu đài rất là nhanh. Thí dụ như lâu đài yếu phải 4 lâu đài. 4 lâu đài thì một lâu đài 650 đá thì 4 lâu đài hết nhiêu đá nhân vô giùm anh cái quên rồi mấy em. Đúng không? Còn bây giờ lâu đài em mạnh á thì em chỉ cần 2 lâu đài thôi hoặc là 3 lâu đài thôi. Thì cái ý nghĩa là khi mà em chơi này đợi ba nó qua nó bữa em đúng không? Nếu mà lâu đài em yếu á nó bữa cái là rụng liền. Là em phải tập trung lính để em lấy đá cho nó nhiều vô để em xây 2 cái lâu đài kịp lúc nó qua nó bữa thủ mới được. Còn nếu mà bây giờ á mà lâu đài cứng á em thủ một cái thôi nó qua mấy ngựa nó chặt nó chết chưa bốc khói nữa. Nó lợi hại cho nó đó. Thì giờ lâu đài chính cứng em nhìn nè. Nhìn vô cái nhà university, tức là nhà đại học á, nhà trường học đó. Thì em nhìn cái cục gạch. Cái cục gạch nó mà có một cái là phải nâng cấp cục gạch lên cho lâu đài xây bằng gạch. Còn không có nâng cấp thì lâu đài nó xây bằng bùn. Hiểu không? Đó, xong rồi cái lên đời 4 ở dưới cục gạch nó có một cái nhìn nó như cung điện vậy đó, không biết kêu bằng gì nữa. Đó, nó kêu architecture đó mấy em. Đó, nhưng mà nhìn nó như cung điện vậy đó. Rồi thôi em nâng cấp vô một cái nữa là nếu mà một cái đạo quân nào đó mà nó có cả cục gạch và có cả cung điện này nữa nè, là đạo quân lâu đài rất mạnh. Là quýnh là yên tâm ngủ luôn rồi đó. Xe đục nó qua kệ mẹ nó. Xe đục nó qua kệ mẹ nó, không sợ. Không có lâu đài mà không có đài xe đục nó qua nó bứng cái chết nha con. Hiểu chưa? Đây là lâu đài này yên tâm ok, nhìn biết như vậy. Rồi tại sao anh nói mà cái workshop hồi nãy tấn công không mạnh? Là tại vì anh thấy cái chỗ cái cục gạch á, cái cục gạch mà bị rớt á, cục gạch mà liền á là lâu đài mạnh nha. Còn cục gạch mà rớt á là cái đó là nó thể hiện khả năng tấn công của cái xe đục thành. Đúng không? Khi mà em lít vô cái đó mà nâng cấp được đó thì cái xe đục thành của em nó vọng chừng 4 búa là sập cái thành. Anh ví dụ vậy. Còn nếu mà nó không có đó nó phải vọng tới 6 búa. Đó, để mình tính là để công cái lâu đài đó cần mấy búa. Đúng không? Đúng không? Để mình tính chứ. Đúng không? Giờ tôi công lâu đài đó tôi chỉ cần 2 xe đục thành thôi, đục lũng rồi. Còn nếu mà xe đục thành tôi ngu quá tôi phải tốn 3 4 xe lên. Thì lúc đó là mình tính, bởi vậy game là phải tính toán. Nó mới thể hiện được cái trình độ của người quản trị. Từ cái trình độ người quản trị nó mới lên cái điểm. Đúng không? Có thằng nó quýt đầm ầm là không lên điểm. Thiệt luôn á. Nghe, chơi vào điểm đi. Thằng nào chơi 7-80 ngàn điểm cho đây nói chuyện mẹ. Còn rồi đừng đủ hai thằng quýt lộn. Hai thằng quýt lộn là thủ đoạn rồi. Hai thằng quýt lộn là điểm đàn rồi. Chứ hai thằng quýt lộn rồi nó không có tuân thủ vào những gì anh nói. Thấy không? Nhiều khi đời một buồn buồn quá phá mà chơi vậy á. Xong rồi cái nó phá không được cái nó thua cái nó thôi vợ về kêu ăn cơm nghỉ mai chơi tiếp vậy đó mấy em. Còn nếu mà nó phá mình được á thì vợ nó không kêu nó về nó chơi mình nữa. Tất nhiên đây là anh chỉ phân tích cái thế mạnh thế yếu thôi chứ anh không nói ý nghĩa của từng cái nâng cấp, nó dài quá nó. Anh không nói ý nghĩa của từng nâng cấp mà anh sẽ đi trong những cái vlog khác, những video khác anh nói về ý nghĩa của từng nâng cấp. Rồi cái nhà tiếp theo rất là quan trọng mà tụi em phải nhìn, đó là nhà lò rèn. Cái nhà lò rèn là cái nhà mà quan trọng nhất để lên đời á. Tụi em muốn lên đời 3 đó thì tụi em phải có nhà lò rèn với nhà chợ nha. Tất nhiên ở đây nó có hai loại đế chế 1, đế chế 2 khác nhau nha, khác nhau về phím tắt, nó khác nhau về này về kia. Anh chơi đế chế 2 đó. Thì bây giờ á, cái nhà lò rèn là cái nhà nó thể hiện tất cả, nó là vừa tấn công mà vừa phòng thủ. Đạo quân của em nó mạnh hay nó yếu đó phụ thuộc vào cái nhà lò rèn này nữa nè. Bây giờ anh nhìn nhánh cung và nhánh chém. Đó. Bây giờ á, ví dụ như mai da đi, anh nhìn thấy nhánh cung rất là mạnh. Không có con nào bị gạch chéo hết. Đúng không? Mũi tên được nâng cấp 3 mũi tên luôn. Đó. Rồi lâu đài được tấn công mà được nâng cấp 3 mức luôn. Còn chém. Chém thì cũng rất là mạnh luôn. Chém được nâng cấp full hết. Mà chỉ có ngựa là bỏ thôi, tại cái quân này nó không chơi ngựa. Vậy suy ra cái đạo quân này tấn công rất là mạnh nha mấy em. Cái đạo quân này tấn công là rất là mạnh. Đó, chứ không phải giỡn đâu. Nên mấy em đừng có coi thường mấy thằng mội. Ủa mới thấy có 3 thằng mội thôi lại coi thường đi, nó đập cho sờ mà lờ. Hỏi không tin hỏi con Đạt nó bị lần rồi đó. Nó chơi quân hên mấy em. Nó để nguyên bầy ngựa đó tưởng nó oai lắm. Cái anh chơi quân Ajax. Ajax á. Cái anh đem bầy mội của anh ra nó nhìn nhỏ xíu à. Nó trời đất ơi anh đem mấy mội đi ra chơi em hả? Cái hồi tao quýnh bảo đảm mày nó thua luôn. Tao để một trái một nguyên bầy ngựa nó chịu không nổi. Trời đất ơi mội tao mội xịn đó ba. Nãy giờ là anh nói về quân sự, tụi em đang nghiên cứu về khả năng quân sự của một đạo quân, nó mạnh hay nó yếu, tấn công cái nào mạnh, cái nào không mạnh, đúng không? Bây giờ nói qua về kinh tế. Kinh tế rất là quan trọng luôn. Kinh tế mày không có tiền lấy đâu mà mày mua quân, đúng không? Vậy thì bây giờ kinh tế nè. Em nhìn sơ vô cái đạo quân của Mai Giam, em thấy kinh tế. Kinh tế nó có hai loại kinh tế, công nghiệp và nông nghiệp. Mấy em đồng ý anh không? Công nghiệp và nông nghiệp. Công nghiệp gồm có công nghiệp khai khoáng, công nghiệp luyện kim, công nghiệp quá chất. Thì ở trong game đế chế nó quy ra làm công nghiệp khai thác mỏ vàng và mỏ đá.
Thì em nhìn qua nè, cái lò rèn. Cái lò rèn nó có hai lò mỏ luôn. Thì ở cái thằng Quân Mây Giam này nó sẽ được nâng cấp được có ba cái à. Một cái mỏ vàng nó bị gạch rồi. Vậy suy ra thằng này khai thác vàng chậm hơn khai thác đá. Vậy thì tụi em muốn cai ép vàng với thằng tự động á, thì tụi em phải cho nông dân nó đào vàng nhiều hơn. Mà hồi nãy em nhớ anh lúc đầu nói gì không? Cái resort của thằng này được cộng thêm 15%. Mà nó đã khai thác yếu hơn nữa. Thì ví dụ như bình thường em cho 10 thằng đào vàng thì em phải cho này 14 thằng. Để cho nó đào cho nó kịp chứ không mà tự động nó qua giành hết, em hiểu không? Tại vàng là cái rất là quý. Vàng là cái rất là quý, đá vàng rất quý, gỗ thì thường thường thôi, gỗ nó quan trọng mà không quý nha. Còn đá vàng rất quý, cuối game á, thằng nào mà còn vàng thằng đó mới ăn được. Rồi tiếp tục nhìn qua củi. Thôi má, thằng này củi đẹp nè, thằng này chặt cây ghê. Chặt cây nâng cấp tới cái cưa bự luôn. Đó, vì thằng này chặt là cưa cây ok rồi. Rồi qua tới nông nghiệp là cái nhà miêu đó mấy em. Cái nhà miêu là nhà farm á, nó nhà nông nghiệp. Thì em nhìn nó nâng cấp tới vòng tròn luôn. Nó nâng cấp tới vòng tròn là nó mạnh rồi. Vậy thì từ đó mình kết luận cái đạo quân Mayan này là đạo quân khá là mạnh. Mạnh về kinh tế. Đó. Mạnh về quân đội luôn. Vậy là đạo quân này rất dễ đánh. Vậy thí dụ như nếu là anh á, thì anh đầu tiên anh tập trung xây dựng kinh tế thằng này. Ăn hết tài nguyên. Chiếm cứ hết những bãi tài nguyên để đó. Lâu đài mạnh anh cho thủ, đúng không? Anh tích trữ lương thực dần dần anh mua quân. Anh mua quân xịn thôi, anh không mua quân thống giáo đâu. Đó. Anh sẽ chơi quân cung. Đó, anh chơi quân cung. Mà quân cung ở đây nó có hai loại cung, một cung lâu đài, hai là nhà cung. Mua quân cung nào cũng được, nhưng mà anh thích thì quốc cung lâu đài hơn, nó chạy như mọi vậy đó mấy em. Tại vì game là văn hóa, mấy em đồng ý với anh không? Mình đang chơi quân này Mai Giam thì mình kiếm con nào nó mọi mọi chút. Còn cái quân mà nhà cung thì quân nào cũng dùng đấy, nhìn không có mọi. Đúng không? Nó nên chơi quân là anh chơi quân trong nhà lâu đài á. Nó ra quân này nó bắn trọt. Bảo đảm em quốc á, đạo quân mà cung nhiều rất khó chịu. Chừng 50 cung đứng thôi ngựa khỏi vô luôn. Paladin đúng không? Thằng nào tự hào Paladin đông thì ok chứ Paladin 1-2 ba con ngựa. Nó chạy chưa tới thằng cung bị cung bắn chết ngắt. Đó, nó đạo quân này rất là mạnh nha mấy em. Ủ đó đi. Rồi về công thành công bằng cái gì? Nè nhìn nè. Xe công thành nó có hai loại công chính. Một là xe đục thành, hai là xe bắn đá 16 á. Mà xe bắn đá 16 thì quân nào cũng có rồi đó không nói. Còn xe đục thành thằng này cũng rất là mạnh. Xe đục thành nó rất là mạnh, nhưng mà nhược điểm xe đục thành chạy rất là chậm. Nó chạy rất là chậm, hiểu không? Nó dễ bị ngựa Paladin đánh. Thì anh sẽ công thành quân này bằng xe đục thành, hoặc là anh cung bằng xe bằng máy bắn đá 16. Đúng không? Cung thủ đứng vòng ngoài tiêu diệt sinh lực địch. Sau khi sinh lực địch yếu rồi, thả mấy cái con mà con đại bàng nó tràn vô trong cứ điểm của đối phương, chặt nông dân chết, từ đó nó đầu hàng. Đầu tiên mình phân tích cái đạo quân mà nó mạnh gì, nó yếu gì. Đây là cái chung, cái chiến lược để mình đưa ra cái phương hướng để mình chơi cái quân này, mình set up làm sao. Còn cái phần còn lại là cái môi trường. Cái môi trường là cái map á. Cái map nó làm sao để mình bài binh bố trận sao, nó lợi dụng địa hình địa thế, bố trí lâu đài, castle, cung thủ này nọ như thế nào. Đúng không? Có chơi đường thủy hay không chơi đường thủy. Tất nhiên mấy thằng mọi đường thủy nó không mạnh. Đường thủy của mấy thằng mọi á thì nó thiên về thủ, nó không công được nha. Thì qua đây mình coi thuyền mạnh hay không, chắc chắn là thuyền không mạnh. Còn nhà chợ này cũng rất là tốt nha. Nhà chợ này cũng ok á. Nhà chợ là nhà buôn tiền á. Thuyền này thì thuyền canon chả có. Nó chỉ có thuyền nổ, thuyền tự tử thôi. Thuyền tự tử với thuyền lửa. Với thuyền xăm bí đao, nó kêu là gala cái gì. Galleon đó. Thuyền xăm xí đú, thuyền nó ghét lắm. Thuyền nó bắn đủ rối trời rối đất, chả được con khỉ gì hết. Rồi thôi thì anh chỉ nói sơ thôi cái cách mà mình tiếp cận trong game đế chế. Thì đầu tiên cái việc tụi em làm là gì? Các tụi em hiểu từng đạo quân. Tại vì nó có nhiều quân lắm. Tụi em hiểu từng đạo quân. Rồi cách chơi như thế nào, chơi sao cho hay á, thì anh sẽ làm trong những video tiếp theo. Đó, tụi em rảnh rỗi làm gì đúng không? Quay tay cho nó mỏi đúng không? Đi ra ngoài massage cho nó tốn tiền. Thì bây giờ tụi em cứ tới BBT tập gym uống súp cho nó khỏe. Rồi tối về luyện não bằng game đế chế, coi livestream Minh Như Nguyễn xong cuộc đời. Đúng không em? Cứ luyện ra tận 30 phút thôi, giải trí nhầm nhỏ gì. Trận 30-40 được rồi. Nó quýnh thua thì vô mét anh Như Nguyễn chỉ chiêu cho. Nó còn quýnh ăn thôi. Nó chơi game vừa thôi, chơi với một há địch là được rồi. Hiểu không? Rồi bye bye các em. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.